Hello, vâng chào mấy anh chị. Mình hôm nay mình sẽ làm cái chân đầu tiên là cái chân là thay thế cho cái chân thường trong tiệm của mình ha. Nó chỉ có gồm 3 sản phẩm thôi. Sản phẩm thứ nhất là Herbal Mineral Bath. Đây là một trong những sản phẩm mà giúp tạo bọt cho cái chân và giúp đào thải được những độc tố trong cái chân của họ ra. Và hơn thế nữa đó, cái benefit của sản phẩm này, khi mà mình bận khách quá đó thì mình sẽ drop vô. Khi mình drop 2 giọt á thì khoan hẳn mở nước nha, cái này mở nước hơi sớm. Mình drop xong rồi mình mở nước thì nó sẽ tạo bọt dễ dàng hơn. Khi mình bận á là mình ngâm chân của họ không có bị nở ra và nó rất là mềm, dễ cắt cuticle. Ok, đó là sản phẩm thứ nhất ha. Mình drop vô. Ok, và cái thứ nhì nữa đó là cái liquid body bar. Cái liquid body bar này nó giúp cho lấy được da chết trên cái chân của họ. Và đây là một sản phẩm mà mình massage hơi kỹ chút xíu thì mình sẽ thấy được cái sự khác biệt cái của chân rất là mịn màng ha. Rồi, mình sẽ nhúng chút xíu nước ha. Và tại sao mình có cái giò như vậy là vì cái measurement đó, một hôm thôi chứ đừng có lấy hơn ha. Okay. Khi mà cái chân cắt cái cuticle xong hết rồi ha thì mình sẽ dùng một hôm thôi ha, một hôm, và mình sẽ massage cái chân người ta ha. Và khi mình massage đó mấy chị, cái cách mình massage mà họ có thể feel được đó là mình xoắn theo cái chiều này ha, đấy là cái chiều này. Và nhớ là ở đây mình đừng có mở, đừng có hở ra ha, thì họ sẽ feel được hơn ha. Và ở phía này đó là mình sẽ đi như thế này. Và đừng có dở cái tay mình lên khỏi cái chân của người ta. Và cái này đó là mình đi cái chiều như vậy ha. Mình xoáy. Mình không có cần dùng sức nhiều đâu. Cái tuyệt vời của sản phẩm này đó là khi mà nó khô đó là mình có thể nhúng tay vào nước. Okay, mình có thể nhúng tay vào nước thì sản phẩm nó sẽ ra lại cho mình xài ha. Và thường á cái da chết của họ đó là nó nằm, nó tập trung từ ở đây ha. Với phía này rất là nhiều. Thường á, là một hôm là mình cũng đủ rồi. Nhưng mà nếu mà khách người ta thích massage đó, cái mà attract người ta nhiều nhất là cái massage của mình ha. Cho nên là khi mình massage đó, mình massage nhiều chút thì mình sẽ có tiền tê nhiều hơn, đúng không? Và nếu như mà sản phẩm khô đó, mình đừng có nhúng tay vào nước dơ nha. Mình sẽ nhúng tay vào nước sạch. Nhúng tay, một tay vào nước sạch thôi thì nó sẽ ra cái sản phẩm lại y chang như vậy để cho mình massage. Rất là dễ dàng massage ha. Ok. Và khi mình xong đó thì mình sẽ rửa cái chân của người ta. Và thường á, khi mà Vân rửa như vậy xong rồi đó, mình dở lên mình cho mình so sánh hai cái chân để mình bán được cái sản phẩm rất là dễ dàng từ cái sản phẩm này. Okay. Mình sẽ so sánh cho khách nó so sánh là thấy được cái sự khác biệt giữa hai cái chân. Ok, giữa hai cái chân và mình có thể cho họ feel được, họ sờ được cái chân của họ như thế nào. Ok, okay. Và thường xong cái này đó là Vân cũng rửa nước sạch nha. Xong cái này hai cái chân chà xong rồi mình sẽ rửa nước sạch. Mình sẽ rửa lại nước sạch. Đừng bao giờ mấy anh chị nhúng cái tay hoặc là rửa bằng cái dơ. Cái này rất là quan trọng. Mình lấy hết cát xuống ha. Bước kế tiếp á, mình sẽ có thêm một cái khăn extra, khăn nhỏ extra. Và mình cái này mình không có lau cho khô nha. Mình tháp nhẹ nhẹ thôi. Vì mình muốn cho cái chân này nó còn độ ẩm để mình dùng cái lotion. Cái body smoother là cái lotion cuối cùng ha. Mình chỉ có 3 sản phẩm này thôi. Chỉ là cũng là đúng một hôm.
Và cái massage cuối cùng nó rất là quan trọng anh chị nhá, rất là quan trọng. Và cái cách massage mà họ có thể feel được á là anh chị tháp sản phẩm đều hết á. Anh chị phải press đè cái chân họ xuống thì cái muscle họ nó căng ra. Thì khi muscle họ căng thì họ sẽ cảm nhận được cái massage của mình ha. Và Vân recommend là mình không nên mang bao tay. Mình không có cần dùng sức nhiều đâu. Và đừng bao giờ buông cái tay mình rời khỏi cái chân của họ. Ở dưới đây nó có những cái nguyệt. Những cái nguyệt ở dưới này ha. Mà khi mình làm á, mình để ý chút xíu, mình bấm ngay cái nguyệt.